Xin chào các bạn và các em. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu bài số 1 với chủ đề Family Life trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới Global Success thuộc bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các bạn và các em thân mến, để chúng ta có thêm các bài giảng tham khảo, các bạn và các em hãy tìm chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông trên trang YouTube. Hãy đăng ký và theo dõi. Trên kênh sẽ có rất nhiều bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản để chúng ta cùng tham khảo. Và bây giờ, chúng ta cùng quay trở lại với nội dung của bài học. Trong bài học này, chúng ta cùng tìm hiểu Lesson 1, Getting Started, Household Chores với các nhiệm vụ sau đây. Nhiệm vụ số 1, Listen and Read. Nhiệm vụ số 2, True or False. Nhiệm vụ số 3, Fill in the Table. Nhiệm vụ số 4, Complete the Sentences. Trước tiên, chúng ta vào phần từ mới. Ở đây, chúng ta có 7 từ mới liên quan đến nội dung có trong bài học. Chúng ta hãy nghe và nhắc lại. Sau đó, chúng ta ghi chép vào vở. Mời chúng ta cùng nghe. Unit 1. Page 7. Getting started. Activity 3. Listen and repeat the words or phrases. Rubbish. Washing up. Laundry. Household finances. Groceries. Household chores. Heavy lifting. Các em có thể nghe lại phần này nhiều lần và nhớ ghi chép. Chúng ta cùng quan sát bức tranh và trả lời 3 câu hỏi sau đây. Câu hỏi số 1, Who are they? Họ là ai? Câu hỏi số 2, Where are they? Họ ở đâu? Câu hỏi số 3, What are they doing? Họ đang làm gì? Đây là một số câu trả lời gợi ý. Câu hỏi số 1, They are friends. Nếu không các em có thể trả lời, they are Minh and Nam. Câu hỏi số 2, chúng ta có thể trả lời, they are at home. They are at home. Câu hỏi số 3, chúng ta có thể trả lời, Nam is cooking and Minh is going to play football. Hoặc, they are talking to each other. They are talking to each other. Chúng ta cùng vào nhiệm vụ số 1. Listen and read. Hãy nghe và đọc. Track 2. Unit 1. Family life. Page 8. Getting started. Household chores. Activity 1. Listen and read. Hello, Min. Hi, Nam. How are you? I'm going to play football at our school sports field with a few friends this evening. Are you free to join us? I'd love to, but I'm afraid I can't. I'm preparing dinner. Really? Doesn't your mum cook? Oh, yes. My mum usually does the cooking, but she's working late today. How about your sister, Lan? Does she help with the housework? Yes, she often helps with the cooking, but she can't help today. She's studying for her exams. I see. I never do the cooking. It's my mother's job. Really? So how do you divide the household chores in your family? Mum is the homemaker, so she does the chores. My dad is the breadwinner. He earns money. And we, the kids, study. Well, in my family, we divide the housework equally. Mum usually cooks and shops for groceries. Dad cleans the house and does the heavy lifting. What about you and your sister? My sister does the laundry. I do the washing up and put out the rubbish. We also help with the cooking when our mum is busy. That sounds fair. Anyway, I have to go now. See you later. Bye. Have fun. Chúng ta vừa nghe bạn Nam và mình trao đổi với nhau về cái việc là ai làm việc gì trong gia đình nhà các bạn ấy. Chúng ta trả lời cho cô câu hỏi sau đây.
Who does household chores in Nam's and Ming's family? Trả lời được câu hỏi này, chúng ta cùng quay trở lại với nội dung của đoạn hội thoại. Ở gia đình nhà bạn, Nam này. In my family, we divide the household equally. Mom usually cooks and shops for groceries. Dad cleans the house and does the heavy lifting. My sister does the laundry. I do the washing up and put out the rubbish. We also help with the cooking when our mom is busy. Thế còn ở nhà bạn Minh thì bạn Minh nói thế này ạ. Mom is a homemaker, so she does the chores. My dad is a breadwinner, he earns money. And we, the kids, study. Và câu trả lời là in Nam's family, we divide the housework equally. Mom usually cooks and shops for groceries. Dad cleans the house and does the heavy lifting. My sister does the laundry. I do the washing up and put out the rubbish. We also help with the cooking when our mom is busy. Thế còn ở nhà Minh thì thế này. Minh's family. Mom's a homemaker, so she does the chores. Dad's a breadwinner. He earns money. We, the kids, study. Chúng ta thấy là ở nhà Nam thì công việc nhà cửa được chia đều cho tất cả mọi người. Ai cũng làm việc. Và ở nhà Minh thì mẹ thì làm tất cả các công việc của nội trợ. Còn bố thì là người kiếm tiền. Còn con thì chỉ học thôi. Chúng ta sang nhiệm vụ số 2. Read the conversation again and decide together. The statement are true or false. Hãy đọc lại đoạn hội thoại một lần nữa và quyết định xem câu nào trong các câu sau đây là đúng hoặc sai. Chúng ta hãy tìm hiểu nội dung của bài tập. Câu số 1. Nam's mother is cooking now. Mẹ của Nam thì đang nấu ăn. Câu hỏi số 2. Everybody in Nam's family does some of the housework. Tất cả những thành viên trong gia đình nhà Nam thì đều làm các công việc nhà cửa. Câu số 3. The children in Ming's family don't have to do any housework. Những đứa con hay là những đứa trẻ trong gia đình nhà Minh thì không phải làm bất cứ một công việc nhà cửa nào. Bây giờ chúng ta cùng xem có đúng không nhá. Chúng ta xem nào. Nam đang nói này. I'd love to, but I'm afraid I can't. I am preparing dinner. Tớ đang chuẩn bị bữa ăn tối. Cũng có nghĩa là I am cooking dinner. Đúng không ạ? Và câu trả lời sẽ là false. Không phải là Nam's mother mà là Nam is cooking now. Câu hỏi số 2. Chúng ta thấy là ở trong phần này Nam đã trả lời in my family we divide the household equally. Trong gia đình tôi thì cái việc là chia sẻ công việc nhà cửa là công bằng. Công bằng có nghĩa là ai cũng làm. Đúng không nào? Vậy thì câu này là true, đúng. Đối với câu hỏi số 3, chúng ta cùng xem Minh trả lời như thế nào. Bạn Minh bạn ấy nói thế này ạ. And we, the kids, study. Đối với chúng tôi thì những đứa con ấy thì chỉ học thôi. Vậy thì chỉ học thôi có nghĩa là không làm công việc nhà cửa một tí nào cả. Vậy câu này là true. Chúng ta cùng xem nhiệm vụ số 3. Write the verb phrases that I used with the words or phrases in the conversation. Hãy tìm những động từ hoặc những cụm động từ mà đi cùng với các cái từ hoặc cụm từ có sẵn ở bên này để tạo nên một cụm từ có nghĩa. Chúng ta cùng xem ở đây. Với từ rubbish thì chúng ta có cụm từ put out the rubbish. Đây, rubbish, chúng ta có put out the rubbish, có nghĩa là vứt rác. Với từ the laundry, chúng ta có cụm từ gì? The laundry, does the laundry. Vậy thì chúng ta phải dùng cụm từ nào đây ạ? Do the laundry, đi với ngôi she, he, it, hoặc với danh từ số it thì động từ ở thì hiện tại đơn được chia là does. Chúng ta có do the laundries. Thế còn grocery thì sao? Grocery là đi chợ mua thực phẩm, thì chúng ta sẽ dùng động từ nào? Nào, shop for grocery. Đó, đây chúng ta có shop for grocery, có nghĩa là đi chợ mua thực phẩm. Thế còn the heavy lifting thì có cụm từ nào đây ạ? Chúng ta có
does a heavy lifting. Đúng chưa? Vậy thì động từ đi kèm với nó để tạo thành một cụm động từ đó là do, does a heavy lifting. Thế còn the washing up thì sao? The washing up. Đấy ạ. I do the washing up. Và chúng ta cũng dùng động từ nào ạ? Động từ do cho the washing up. Do the washing up có nghĩa là rửa chén bát. Chúng ta lưu ý đây là những phrasal verb, hay nói khác là những cụm động từ phải đi kèm với nhau. Đi với nhau nó mới có nghĩa. Đó, lưu ý cho cô. Chúng ta sang nhiệm vụ số 4. Complete the sentences from the conversation with the correct forms of the verbs in the bracket. Hãy hoàn thành câu sau trong đoạn hội thoại bằng cách là cho dạng đúng của động từ trong ngoặc. I'd love to, but I'm afraid I can't. À, tôi rất thích nhưng tôi sợ là tôi không thể. Trong đó thì bạn ấy có nói là gì ạ? I'm preparing dinner. Chúng ta thấy ngay có trong câu rồi ạ. I'm preparing dinner. Tớ đang chuẩn bị bữa ăn tối. Hay nói khác là tớ đang nấu ăn tối. My mom usually. Thì đi với my mom chính là một danh từ số ít, đúng không ạ? Does cooking. My mom does cooking. But she is working late today. But she is working late today. Hoặc là she is working late today. Nhưng hôm nay thì mẹ tôi lại đi làm về muộn. Chúng ta có thể tìm thấy các câu này có ở trong đoạn hội thoại. Chúng ta sang nhiệm vụ tiếp theo. Work in group of four and answer the question. Hãy làm việc theo nhóm 4 người và trả lời câu hỏi. Câu hỏi số 1. Who does in your family? Ai làm việc gì trong gia đình nhà bạn? Câu hỏi số 2. Who does most of the household chores? Vậy ai là người làm việc nhà cửa nhiều nhất? Cô có một số gợi ý sau đây. All members in my family do the household chores. Tất cả các thành viên trong gia đình tôi thì đều làm công việc nội trợ hay công việc nhà cửa. In my family, my father is a breadwinner. Trong gia đình tôi thì bố tôi là người trụ cột trong gia đình, đang đi kiếm tiền. My mother shops for grocery every weekend. Mẹ tôi thì thường là đi chợ vào tất cả các ngày cuối tuần. My sister likes doing the laundry a lot. Chị gái tôi thì lại thích làm công việc giặt giũ. I always do the washing up after the meal. Tôi thường rửa bát sau bữa ăn. My brother's responsibility is to put out the rubbish at the end of the every day. Anh trai tôi thì có trách nhiệm là phải vứt rác vào cuối ngày. Tùy vào từng gia đình mà em có thể liệt kê các công việc mà các thành viên trong gia đình nhà mình làm. Không nhất thiết là phải như thế này. Cũng có thể chị gái là người đi chợ, mẹ là người giặt quần áo. Cũng có thể bố là người rửa bát, bạn là người nấu cơm, vân vân. Được chưa? Và lưu ý rằng thông qua phần này thì chúng ta biết là ai làm việc gì trong gia đình nhà mình. Chúng ta vừa mới hoàn thành xong phần bài số 1, phần Getting Started của Unit 1 Family Life. Hẹn gặp lại các bạn và các em ở những bài học sau.